Sau khi mua bánh mì ăn sáng qua, 12 học sinh ở huyện Khoái Châu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy, phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Hôm qua lúc 7:30 cháu đi mua bánh mì xong cháu ăn, xong cháu đi học, xong bắt đầu đến lúc 9:30 là cháu đau bụng. Đến 10:30 cháu về thì cháu thấy mệt, xong cháu không ăn cơm, xong một lúc sau thì cháu bị lôn, xong bị đi vệ sinh, cháu sốt 39 độ. Sau gần một ngày được điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, hiện sức khỏe của bệnh nhi này đã ổn định. Không riêng gì bệnh nhi này, ngày hôm qua tại đây cũng tiếp nhận và điều trị cho hơn 10 bệnh nhân có biểu hiện tương tự. Theo tìm hiểu, nguyên nhân bước đầu là do các nạn nhân cùng mua bánh mì ăn sáng tại một cửa hàng trên địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Vụ việc hiện đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.